Tối ngày 12 tháng 12, thông tin từ Công an Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vụ việc giả danh cảnh sát giao thông chặn bắt người đi đường để lấy tiền. Nghi can là ông Trần Quốc Khánh, trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, một người phụ nữ trú tại thành phố Vinh điều khiển xe máy đến đoạn qua phường Trường Thi, thì bị ông Khánh chặn xe lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Vì sợ và vội đi công việc nên chị này đã đưa cho ông Khánh 100.000 đồng. Sau đó nhận thấy người này có nhiều biểu hiện nghi vấn, chị đã trình báo sự việc với công an. Công an phường Trường Thi đã trích xuất camera an ninh và phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh xác minh thông tin làm rõ người đàn ông nghi giả danh cảnh sát giao thông này là ông Khánh.